kinh điện tử Giao Phát. Xin chào anh chị ạ. Video này chúng ta sẽ đến Xuân Lộc Đồng Nai để chúng ta giao hai cái kinh điện tử inox cho vựa sầu riêng anh chị ha. Gần đây thì anh chị sẽ thấy xuất hiện là liên tục cái dòng cân inox XK3190TBE này trong nhiều video clip ở kinh điện tử Giao Phát. Tại vì những cái dạng cân như thế này được gọi là cân điện tử ghế ngồi hay là cân nông sản. Mà trong lĩnh vực nông sản được sử dụng ở nông thôn á, thì cái mặt nền thường là nền xi măng hoặc là nền đất, hoặc là người ta sẽ để đâu trên cái sân á, cho nên là cái điều kiện nó không có được khô ráo thoáng mát như trong môi trường công nghiệp. Cho nên là giữa hai chất liệu là inox chống rỉ và sắt thép thì dĩ nhiên inox nó vẫn tốt hơn, nó vẫn bền hơn theo thời gian. Anh chị mua một cái cân này anh chị có thể xài vài năm, thì tất nhiên trong thời gian đó thì pin nó hết cái chai thì mình cứ thay pin mới thôi. Và cái cân nó thể theo mình thôi, thời gian rất dài. Cân điện tử Giao Phát cũng đã có một cái clip so sánh là cân điện tử inox với cân thử sắt thép về cái nào bền hơn rồi anh chị ha. Thì video clip này lại tiếp tục khẳng định thêm một lần nữa, anh chị chọn cái cân điện tử inox thì nó sẽ bền mãi theo thời gian thôi. Và nghĩ đến cân nông sản và nghĩ đến cân inox thì anh chị hãy nghĩ ngay đến cân điện tử Giao Phát luôn. Tại vì cân điện tử Giao Phát cung cấp cái dạng cân XK3190TBE, dạng inox này rất nhiều trên thị trường anh chị ha. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy video này nó hữu ích, nó mang đến cho anh chị nhiều cái thông điệp về dòng kinh điện tử inox XK3190TBE để cân nông sản nói chung và cân sầu riêng nói riêng, thì anh chị đừng quên bấm phím like hoặc là phím subscribe bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ kênh Điện tử Giao Phát về hướng dẫn sử dụng hay là về sửa kinh điện tử anh chị nha. Một lần nữa kênh Điện tử Giao Phát cảm ơn anh chị rất nhiều đã dành thời gian tham khảo video này, và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt. Xin cảm ơn ạ.